Em xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay chúng ta lại cùng lên tập với nhau bài Liên khúc Trung thu biên đạo của Thuận Di Lô. Mình sẽ chia làm 5 tổ hợp ạ. Ở tổ hợp đầu tiên này, chúng ta sẽ động tác đầu tiên chúng ta sẽ vén màn nhá. Vén màn ở trên cao này. Hai tay tay trên quá đầu, tay dưới ngay dưới cổ thôi. Vén cái đầu chúng ta có sang trái nhá. Chân phải bước xuống này. Vén này. 1 2 nhả lên này. 3 4 nhìn này. Nhân gian xem hội nhá, trăng rằm này, chúng ta trùng gối xuống này, bật lên này, phải, trái, đấy, trùng này, bật này, phải, trái, chân trái đưa ra thì chúng ta sẽ chạm mũi, đầu ngón cái thôi, nghiêng lên nhá, chân phải trùng gối xuống để đưa chân ra được nhiều này, đấy, trùng sẽ đưa ra được nhiều hơn này, 5, 6, 7 đi này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó này, cái tay phải chúng ta đưa xuống dưới nhá. Tay trái đưa thẳng lên trên để tạo thành một trục thẳng này. Trăng tròn này, chúng ta sẽ cua chồng lên nhau. Đấy, thành hình tròn này. Nào, trăng tròn. Đấy, gần đến nơi thì chúng ta sẽ thu chân về và chồng hai tay vào nhau. Lặp lại nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Sau khi hai tay chồng lên nhau thì chúng ta sẽ nắm tay lại và quay quanh nhau. 2, 2, 2, 2. Mở tay ra này, chúng ta mở bằng hai ngón nhé. Mở ra này, chống gót chân này. 2, 2, 3, 4. Cái nhịp chuẩn bị chúng ta trùng gối xuống nhé. Trùng gối xuống để bật ra thì chúng ta căng chân lên. Thì nhịp nó sẽ rất là rõ. 2, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, 8. Chúng ta bung lên nhé. Sau đó trùng gối xuống. Chúng ta sẽ đếm nhịp lại đến đây này. 5, 6, 7 đi này. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Rồi xong này. Xong chúng ta sẽ đi lên 4 bước nhé. Muốn một lần đi lên này chúng ta sẽ mở chân này. Lên phải này, mở trái này. Khi mở chúng ta đẩy hông lên. Lên trái, mở phải. Đấy. Chúng ta sẽ đi 4 bước này. 1, 2, 2 chúng ta đưa tay phải lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đi chân nhé. Bước này. 5, 6, 7 đi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, lên được 4 bước nhá. Chúng ta lại quay tay này. 2, 2, chống gót xuống ở bên dưới. 3, 4, xuống này. Xuống chân phải trước, thu về nhá. Xuống chân phải. 5, 6, 7, 8. Chúng ta khua vào giữa và thu về. Rồi, tổ hợp này sẽ được lặp lại 2 lần này. Bây giờ chúng ta sẽ đếm nhịp toàn bộ tổ hợp 1 nhá. 5, 6, 7, đi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển sang tổ hợp 2 ạ. Tổ hợp 2 chúng ta chỉ trăng nhé. Xuống nào. 5, 6, 7 đi này. 1, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta đẩy hông một cái thôi nhé. Tiếp theo này. Hai tay chúng ta trượt vào 5 này. 5, 6, 7, 8. Đầu chúng ta hơi nghiêng theo hướng đi nhé. Lặp lại nữa này. 3, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta đan hai tay vào nhau luôn này. Check phải này. Check trái, check phải, check trái, 4 nhịp nhá. Sau đó chúng ta lại nằm nghiêng. Đấy, một bước thôi. Nằm nghiêng của lượt 2 này chúng ta đi một bước thôi. Nghiêng, về, thu chân.
Lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển sang tổ 3. Tổ 3 nhé, chúng ta đi chân này. Chấm chân này. 1, 2, 3, 4. Mỗi cái 2 nhá, đằng trước đằng sau này. Sau đó vén. Vén nhưng mà vén ở ngay dưới thấp ngang ngực thôi này. 5, 6, 7, 8. Chấm chấm nhá, 4 lần này. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, 8 nhịp sau này chúng ta bật sang phải 2 bước này. Hai tay chéo này và đẩy ra, chéo đẩy ra. Bật, chúng ta nhịp chuẩn bị này. Bật, bật xong thì chúng ta đưa hông sang bên đấy luôn. Tay mở thì đồng thời đẩy hông sang. Nào, 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4. Đang bật sang phải chúng ta nằm bên tay phải. 5, 6, 7, 8. Đổi lại, bật sang trái này. 3, 2, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, 8. Đâm sang trái. Chúng ta làm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp này cũng được lặp lại 2 lần nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thế là chúng ta đã 3 tổ hợp đầu đã hết cái bài đầu tiên trong liên khúc nhá. Sau khi hết này chúng ta sẽ dậm chân 1, 2, 2 nhịp chờ nhạc để đến lời tiếp theo của bài tiếp theo trong liên khúc nhé. Bắt đầu thùng thình này. Chuyển sang tổ 4 là thùng thình này. Thùng thình, thùng thình, vui rộn ràng ngoài đình. Rồi. Đấm đấm này. Mở. Đấm đấm. Mở. Mở chúng ta. Chéo tay chúng ta. Quăng xuống dứt khoát nhé. 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, hai bên này, rồi có đấy. Tiếp theo này, 2, 2, 3, 4. Hai tay chúng ta để ngang bên vai nhé, mở ra. 2, 2, 3, 4 này, sau đó chân phải đang kiện chúng ta đi này. 5, 6, 7, 8. 4 bước là chúng ta về đến chỗ cũ rồi nhé, về ngang nhỉ. Lặp lại này, làm lại này. 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, 8. Vừa đi chúng ta vừa nghiêng nắp hai bên nhá. Cho nó ngộ nghĩnh này, giống như con sư tử đấy. 5, 6, 7, 8 này, về đến giữa rồi này. Sau đó chúng ta cha cha lên nhá. Chân này, hai tay để phía sau. Chân phải bước trước này. Cha cha 1, cha cha 2, xuống này, xuống chân phải này. Mở tay. 1, 2, 3, 4. Lần nữa. Cha cha 1, cha cha 2, xuống chân phải này. Lần này chúng ta kéo cái tay. 1, 2, 3, 4. Đấy. Giật ngược lên. Giật ngược. Giật. Bẻ ra phía sau. Nào, lại nhớ lại cả tổ hợp luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại lần 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Cái bài thứ hai trong liên khúc nó chỉ có một tổ hợp đấy thôi nhé. Sau đó chúng ta đợi nhạc này, chúng ta chỉ ngón vòng từ trái sang phải. 1, 2, 3, 4. Rồi chuyển sang
Câu hát tiếp theo của bài tiếp theo luôn trong liên khúc này. Chuyển sang tổ hợp 5 ạ. Tổ hợp 5 là bài cuối cùng trong liên khúc này. Nào, đấm tay này, kiểu chân trái đấm. 1, 2, đẩy hông sang bên phải cùng hướng tay nhé. 1, 2, tiếp theo này, vòng này, 3, 4, 2 này, vòng xuống. Đấy, thong lọng một vòng sau vòng xuống nhé. Lại này, 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó chúng ta vẫn ngực 5, cao này, 6, thấp, 7, 8, 2 cao 2 thấp nhé. Sau đó đổi bên này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tiếp theo chúng ta mở chân này, ngang bằng vai nhé. Đấy, vai này, đánh vai. Vai phải chúng ta bửa ra sau trước. 1, 2, 3, 4. 4 chúng ta thu về. Lần lượt nhé. Chỗ này vào nhạc nó sẽ nhanh này. Bên phải này, bửa ra phía sau trước này. 1, đến vai trái này. 2, vai phải. 3, thu trần. 4. Nào, nhanh hơn nào. 5, 6, 7, đi này. 1, 2, 3, 4. Về chỗ này. Sau đó chúng ta lại giật. Đang thu chân sang bên phải, chúng ta lại giật bên phải trước. 5, 6, 7, 8. Mỗi bên hai cái nhé. Tiếp theo, đổi sang trái này. Mở chân này, mở vai phải trái trước. 1, 2, 3, 4. Lại thu sang trái. Sau đó giật bên trái trước. 5, 6, 7, 8. Đấy. Tổ hợp này cũng được lặp lại hai lần nhé. Lại này, toàn bộ tổ hợp 5 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là chúng ta đã cùng tập với nhau xong cả 5 tổ hợp của bài Liên khúc Trung thu. Bây giờ chúng ta sẽ tập liệt kê lại cả 5 tổ hợp nhé. 5, 6, 7, đi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và kết. Cùng tập với nhau xong bài liên khúc Trung Thu của Thuận Zillow. Chúc các bạn có một buổi tập thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt ạ.